Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video mới nhất của mình ngày hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là xem lại tất cả những cái mạng wifi đã kết nối ở trên điện thoại iPhone của chúng ta. Các bạn có cùng một cái thắc mắc đó là từ trước đến nay thì điện thoại iPhone chúng ta đã kết nối vào bao nhiêu cái mạng wifi? Đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào mà nhớ hết những cái mạng wifi mà chúng ta đã từng kết nối ở trên điện thoại iPhone của chúng ta. Vậy thì có cái cách nào để chúng ta có thể xem lại được tất cả những cái mạng wifi đã kết nối hay không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách để chúng ta có thể là xem lại được tất cả những cái mạng wifi đã kết nối ở trên điện thoại iPhone của chúng ta. Rất là đơn giản thôi và mình tin chắc là sẽ có rất nhiều bạn không biết cái cách này. Nó nằm ngay trong cái phần cài đặt của điện thoại iPhone thôi. Các bạn chỉ cần mở cái phần cài đặt lên. Tiếp theo thì các bạn chỉ cần chọn cho mình vào cái phần cài đặt wifi. Ở đây thì như thông thường tất cả mọi người đều biết là đây chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt wifi để chúng ta xem là cái điện thoại của chúng ta nó đang kết nối vào cái mạng wifi nào. Và ở phía dưới thì nó sẽ xuất hiện một vài những cái mạng wifi khác ở gần của chúng ta. Và chúng ta có thể nhấn vào cái chữ Y để cài đặt cái phần wifi của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta có thể thiết lập cho nó cái phần là tự động kết nối này. Ở cái trên cái iOS 16 thì nó sẽ có thêm một cái phần nó là có thể là hiển thị mật khẩu. Các bạn chỉ cần chạm vào đây để biết cái mật khẩu chúng ta kết nối vào cái mạng wifi của chúng ta. Và cái mà mình muốn nói trong video ngày hôm nay đó là cái phần mà những cái wifi mà các bạn đã kết nối từ trước cái này. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái phần sữa đây. Đó. Sau khi các bạn nhấn vào phần sữa thì các bạn cần phải nhập cái Face ID cho nó. Rồi. Sau khi các bạn đã nhập được cái Face ID thành công rồi, tức là điện thoại của chúng ta nó sẽ quét cái Face ID, tức là nó nhận được cái khuôn mặt của các bạn đúng là chính chủ rồi, không phải là một khuôn mặt khác, thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị tất cả những cái mạng wifi mà chúng ta đã từng kết nối từ trước cái này. Đây các bạn thấy này, có rất nhiều những cái mạng wifi ở đây đó. Các bạn thấy từ trước cái này thì chúng ta sẽ kết nối vào rất nhiều những cái mạng wifi và mình sẽ kéo đó. Và đây chính là tất cả những cái mạng wifi mà chúng ta đã kết nối hay là điện thoại chúng ta đã từng kết nối iPhone ở trên những cái mạng wifi này từ trước cái này thì nó sẽ hiển thị ở đây và chúng ta có thể xem lại tất cả những cái mạng wifi mà điện thoại iPhone của chúng ta có thể kết nối. Các bạn lưu ý thì những cái mạng wifi này nó sẽ bao gồm tất cả những cái wifi mà chiếc điện thoại iPhone của chúng ta đã kết nối và bao gồm những chiếc điện thoại iPhone cùng sử dụng một tài khoản iCloud kết nối chung thì nó sẽ hiển thị tất cả ở đây. Có nghĩa là chúng ta có một cái tài khoản iCloud và chúng ta sử dụng ở trên nhiều thiết bị, ví dụ như là iPhone này, chúng ta có nhiều iPhone, ví dụ như là điện thoại iPhone của vợ chồng cùng sử dụng một tài khoản iCloud, hay là chúng ta có thể kết nối trên các cái thiết bị sử dụng cái iOS, ví dụ như là những cái thiết bị iPad, thì chúng ta cũng có thể là kết nối vào một cái mạng wifi thì nó sẽ hiển thị tất cả ở đây nha. Đó. Cái mạng wifi này là bao gồm tất cả những cái mạng wifi kết nối trên chiếc điện thoại iPhone từ trước đến nay và cũng như là tất cả những cái mạng wifi mà những cái điện thoại iPhone hay là những cái thiết bị mà sử dụng điện hệ điều hành iOS kết nối chung và sử dụng chung một cái tài khoản iCloud thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Rồi, và trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là xem được tất cả những cái mạng wifi kết nối vào trên chiếc điện thoại iPhone của chúng ta từ trước đến nay và các bạn có thể xem lại. Và video hướng dẫn của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.